cái thành ra cái uống thuốc ngủ mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi đêm phải về phải uống thuốc ngủ một viên, đêm nào cũng phải uống, nếu mà không uống là không ngủ được. Thì thành ra riết làm như là mình bị ghiền đó. Rồi ông xã ông la hoài, ông nói bà giống như ghiền thuốc rồi, nếu mà cái uống vậy hoài á mai mốt không có thuốc là chết. Bà nói chứ giờ không uống mà không đi làm được, để mình không có đủ ngủ thì mình đâu sao mình làm cái tay được, chị biết không, cái mắt của mình nó không có đủ sức. Thì cái hôm bữa mà đi lên cái tiệm của anh Diễm thì Vũ nó mới nói cái thuốc này, ảnh mới nói là cái thuốc này uống ngủ được rồi trị đau nhức lưng này nọ. Mình nói chứ chắc nó dở hoài chứ trời, thuốc tiên thì tôi trời uống biết bao nhiêu thuốc là không có thuốc nào. Mà liên tục là coi như 3-4 tháng đầu cuối gần này nè là bị đau lưng liên tục, coi như là ngồi không nổi, phải đi châm cứu liên tục luôn, mà đi bác sĩ em uống đủ thứ thuốc hết, coi như thuốc mà coi như uống vô mà giống như làm như mình có on drug, tại nó bỏ cái thuốc mà codeine vô nhiều để giảm đau á, mình ngồi làm mà giống như mình on drug. Thì thành ra khi mà nói cái thuốc này á thì em uống cái ngày đầu á mình uống 3 viên trước, thì nói là uống 3 viên trước rồi xong cái 3 viên sau tối, thì uống cái đêm nó vô á là coi như là giống như mình còn nhớ cái thuốc ngủ của mình, tại vì giống như mình on drug rồi, mình không có thuốc chịu không nổi, cái suy nghĩ hoài nói mình phải cần thuốc, mình phải cần thuốc, mà nghĩ trong lòng là bây giờ mình muốn dứt khoát cái thuốc mình không uống á thì mình phải ngưng cái đầu của mình không có nghĩ nữa, thì mình cố gắng nhưng mà cũng chập chờn ngủ không ngủ, ngủ không ngủ, cái làm vậy tới sáng thức dậy. Tới cái ngày thứ hai á, trời đất ơi, nó break out, cái người của mình nó ngứa kinh khủng, là ngứa luôn. Mới đầu thì nó ngứa cả người, nó ngứa giống như là kim, cả trăm ngàn mũi kim nó châm trong người mình vậy á. Nó nói trời ơi chịu không nổi, là lúc đó là thấy là thối chí rồi, mình nghĩ là cái thuốc này nó không có bớt. Cái mình nghĩ trong lòng chứ trời, giờ nếu cái vậy là cái thuốc này nó không bớt là mình không có làm ra ngoài da không, nó chỉ ngứa trong giống như là từ trong máu nó đi ra, giống như kim châm kiến cắn vậy á. Wow. Tới cái mình cũng không có nản, mình lấy thêm 3 viên mình uống tiếp tục nữa. Tới chiều tối về á mình mới suy nghĩ, mình nói chứ chắc chị không nổi nữa, phải ngưng cái thuốc này thôi, giờ phải cần cái thuốc ngủ. Nhưng mà mình nghĩ trong lòng nếu bây giờ mình ngưng á là giống như là mình chịu thua nó, thì bây giờ mình phải cố gắng đó. Mình nghĩ trong lòng thì thôi lấy ra lấy nước trà nóng uống, với lại mở nhạc, không có mở tivi coi nữa, mà uống thuốc nằm giống như mình cố gắng mình đi giấc ngủ. Mà tối đêm đó là nó lên tới trên mặt, tới trên đầu, chịu không nổi đầu luôn à, hả, là coi như là cái hệ thần kinh của mình là nó khủng hoảng rồi, mà mình cố gắng, mình nói chứ cố gắng phải chịu thôi. Thì qua tới ngày thứ ba mình ra làm á thì mình uống tiếp 3 viên nữa, ăn xong thì bắt đầu nó lặn xuống, coi như là nó dịu xuống cái buổi sáng. Tới cái buổi tối về cái mình tiếp tục uống 3 viên nữa thì bắt đầu làm như là nó không có còn ngứa nữa, là bắt đầu ngủ được. Cái đêm đó là ngủ coi như là nó êm, nhưng mà cũng trở giấc, nhưng mà cũng ngủ lại được. Tới cái ngày thứ tư mình cũng uống tiếp tới ngày thứ tư thì mình nghĩ cha ngủ được cái đêm thứ ba là thấy khỏe rồi, là coi như là bước qua 3 đêm là mình không có thuốc ngủ rồi. Thì xong cái tới ngày thứ năm mình uống tiếp nữa thì cái khách của em thì coi như là hầu như đông lắm, thì họ biết mình liên tục bao nhiêu tháng trời là mình bị nhức lưng hầu như là khủng hoảng. Cái mấy người khách hỏi chứ mày sao rồi, bữa nay khỏe chưa, cái lưng sao rồi. Cái mình sực nhớ nói sao bữa giờ tao đâu có đau lưng đâu, ủa mà sao kỳ vậy, tao đang lo cái vụ tao ngủ chứ tao đâu có nghĩ là cái vụ mà đau lưng. Thì mấy người khách cứ nói mày nói vậy là sao, nói không biết nữa, tao đang uống cái thuốc mà trị cho mất ngủ mà sao tự nhiên không có đau lưng nữa. Nó ngạc nhiên, nó nói ủa sao kỳ vậy, tao nói không biết nữa, bây giờ tao đang uống thuốc này mà giờ thấy nó rất là tốt, giống như nó khỏe cái người nó, bây giờ mày nhắc tao mới nhớ là tại sao tao không có đau lưng từ như hầu như 3 ngày nay rồi. Thì mình lo cái tiếc, nhưng mình cái suy nghĩ gì cái vụ mất ngủ của mình không, mình không có hậu nhớ, mà tại vì nó không đau thành ra mình không có nhớ nó, chứ nếu nó đau là mình phải nhớ nó rồi. Đó thì hầu như là cả nay em uống là tháng này rồi đó, đang uống thuốc thứ hai đó, là coi như không có đau lưng, giảm mất ngủ, không uống nữa.